Đây là chiếc xe K250. Còn đây là chiếc xe E250. Cả hai chiếc xe K250 và E250 này đều cùng tải trọng là 2,4 tấn. Và hiện nay rất nhiều khách hàng băn khoăn không biết là lên mua K250 hay là E250. Thì hôm nay em làm video này để phân tích ưu nhược điểm của từng chiếc, giúp các anh em dễ dàng lựa chọn nên mua loại nào. Trước hết là về mặt cabin, ngoại thất cabin này. Anh em nhìn chiếc K250 có form dáng cabin kiểu Hyundai Porter. Còn chiếc E250 có form dáng cabin kiểu Isuzu, dạng cabin vuông. Tất nhiên là về kiểu dáng cabin thì tùy theo thẩm mỹ của từng người. Có người thì thích kiểu Hyundai Porter, có người thì thích kiểu Isuzu. Nhưng đại đa số số đông thì hiện nay đều thích mẫu cabin vuông của Isuzu. Và cá nhân em thì em cũng thích mẫu cabin vuông của Isuzu, nhìn nó đẹp hơn. Đây anh em nhìn trực diện phía đầu xe này của hai chiếc K250 và E250. Thì anh em thấy rằng là chiếc E250 cái mẫu cabin nhìn nó đẹp hơn, đúng không ạ? Các cái đường cong, các hệ thống đèn được bố trí nó rất là đẹp và rất là thẩm mỹ. Nhìn cái cabin vuông này nó cũng cảm giác như là khỏe khoắn hơn là chiếc K250. Còn đây là hình ảnh thực tế này, chiếc cabin của E250 nó được bố trí giải đèn LED cả bên phụ và bên lái, đèn LED chiếu sáng ban ngày. Đấy. Ở chiếc K250 thì nó đèn nó được bố trí đơn điệu thôi, nó không có đèn LED ban ngày như vậy E250. Đấy, anh em nhìn cái cabin của E250 nó rất là khỏe, rất là thẩm mỹ và rất là đẹp. Đấy, phần thứ hai đó là cái trái tim của chiếc xe, đó là động cơ. E250 thì sử dụng động cơ Isuzu, còn K250 sử dụng động cơ D4CB của Hàn Quốc. Và tất nhiên Isuzu của Nhật thì nó hơn Hàn Quốc rồi. Đấy, công suất động cơ và mô men xoắn của E250 Isuzu này nó cao hơn của chiếc K250, cho nên là nó sẽ cho cái sức kéo khỏe hơn là chiếc K250. Xét về mặt động cơ thì E250 là vượt trội K250. Cái tiếp theo đó là cái xương sống của chiếc xe. Phần quan trọng thứ hai đó là cái hệ thống khung gầm chassis. Thì cái E250 có tiết điện chassis là 148 nhân 5 mini và K250 là 140 nhân 5 mini. Thì rõ ràng là chiếc E250 này có tiết điện chassis là nó dày hơn, nó cho cái độ cứng cáp cao hơn. Khi anh em chở hàng ấy nó sẽ cứng hơn. Về phần thùng xe ấy thì chiếc E250 có kích cỡ thùng dài rộng cao lớn hơn thùng của chiếc K250. Và về mặt thể tích thì thùng của chiếc E250 lớn hơn 30% so với thể tích thùng của chiếc K250. Và anh em chở hàng thì ai cũng thích là cái loại thùng to rồi, đúng không ạ? Đấy, còn về mặt vật liệu để tạo thùng thì chiếc K250 này hoàn toàn được đóng bằng tôn nhá, tôn dập sóng. Thế còn ở chiếc E250 này thì anh em nhìn thùng được đóng bằng inox 430. Và tất nhiên thùng đóng bằng inox thì bao giờ cũng đắt hơn, đẹp hơn và cứng cáp hơn là so với lại thùng tôn. Nốp của chiếc K250 thì cũng nó không đồng bộ. Anh em nhìn này, lốp trước to, lốp sau. Lốp trước là 6.5R16, còn lốp sau thì là 5.5R13. Cái việc không đồng bộ này, cái lốp đằng sau bé đấy thì cái khả năng chịu tải nó sẽ thấp hơn và đi nó sẽ không được thoát xe. Thế còn ở chiếc E250 thì lốp đồng bộ, lốp trước và lốp sau đều có kích cỡ là 6.5R16. Cái việc nó đồng bộ lốp như này đấy thì cái lốp dự phòng nó còn có tác dụng. Tức là bất kỳ một lốp nào xịt thì cái lốp dự phòng đều có thể thay được. Nó không như K250 xịt không đúng cái lốp dự phòng là không giải quyết được việc gì. Và cái lốp nó đồng bộ kích cỡ to như thế này đấy thì giúp cho chiếc xe chạy nó thoát xe hơn. Và cái khả năng chịu tải nó cũng cao hơn so với lại chiếc K250. Khả năng chịu tải sẽ thấp hơn. Còn về nhíp này, E250 là nhíp 2 tầng.
và nhiều la nhíp hơn. Đấy, bản nhíp cũng dày hơn, khả năng chịu tải cao hơn so với K250. Chiếc E250 này táp ly cửa được thiết kế rất là đẹp. Kính chỉnh điện hết, tay mở được mạ chrome. Đấy, nhìn như là xe con luôn. Và phía dưới này có cái hộc để đựng đồ, đựng chai nước nữa này. Đấy. Thế còn đây là táp ly cửa bên phụ này. Đấy, cũng nâng hạ kính bằng điện và tay mở cửa cũng là được mạ chrome. Nội thất xe thì vô long được thiết kế là 4 chấu dạng thể thao, nhìn rất là khỏe, rất là đẹp. Đấy, và trên vô lăng thì có tích hợp tất cả các cái nút điều khiển ở trên vô lăng này luôn. Đấy, như là một chiếc xe con. Nói chung là chiếc E50 này được trang bị nội thất khá là xịn sò rồi. Và xe thì được bố trí là 3 ghế ngồi rộng rãi. Tất nhiên là ở cái phân khúc xe tải thùng mà 2,4 tấn trở lên thì đều là 3 ghế. Tổng kết lại thì chiếc K250 có ưu điểm là đã đi vào thị trường Việt Nam lâu rồi, đi vào tiềm thức của người tiêu dùng rồi. Về chất lượng thì chạy cũng ổn, khá là ok. Còn chiếc E250 là sản phẩm mới vào thị trường, chưa được nhiều người biết đến. Còn về chất lượng thì phải nói là chiếc E250 vượt trội hơn hẳn so với K250. Thứ nhất, E250 trang bị động cơ Isuzu của Nhật Bản, có công suất và mô men xoắn cao hơn động cơ của xe K250, độ bền cũng cao hơn động cơ của K250. Thứ hai, E250 khung chassis xe được làm bằng thép cường lực dập nguyên khối, có tiết diện dày hơn, cứng hơn, chắc hơn, khỏe hơn K250. Thứ ba, E250 thùng được đóng bằng inox hơn hẳn chiếc K250 thùng đóng bằng tôn. Và E250 cũng có kích thước thùng lớn hơn K250. Thứ tư, E250 được trang bị nhiều la nhíp hơn và bản nhíp cũng dày hơn K250. E250 cho khả năng chịu tải tốt hơn là K250. Thứ năm, E250 được trang bị lốp đồng bộ cả lốp trước và lốp sau, và cỡ lốp cũng lớn hơn K250. Do vậy, chiếc E250 cho khả năng chịu tải cao hơn và chạy thoát xe hơn là K250. Thứ sáu, điều đặc biệt ở chiếc xe E250 là vô cùng tiết kiệm nhiên liệu, chỉ 9,5 lít trên 100 km đủ tải, thấp hơn rất nhiều so với lại K250. K250 thì đã đi vào tiềm thức người dân vì K250 đi vào thị trường sớm. Nhưng đi vào thị trường sớm không có nghĩa là vĩnh cửu, mà những sản phẩm ra sau để cạnh tranh với sản phẩm đi trước thì buộc họ phải cho ra sản phẩm chất lượng vượt trội hơn hẳn thì mới cạnh tranh được. Và chiếc E250 này xét về tổng thể các yếu tố thì vượt trội hơn hẳn so với K250. Về giá thành thì E250 hiện nay đang có giá rất là tốt, chất lượng thì vượt trội so với K250 mà giá thì lại rẻ hơn K250. Chỗ này thì có một số anh em sẽ thắc mắc vì sao lại như vậy. Vì E250 đang cạnh tranh mục tiêu chính là chiếm lĩnh thị trường nên họ chưa tính đến lợi nhuận. Do vậy chiếc E250 đang có giá rất là yêu thương. Qua video này, hy vọng là phần nào giúp các anh em dễ dàng đưa ra quyết định nên mua K250 hay E250. Cá nhân mình thì tất yếu là mình sẽ lựa chọn E250 rồi. Cảm ơn các anh em đã xem video.